Chào anh em, bữa nay vô cái cây mai này nè anh em, vô trong cái chậu ông tượng này chia sẻ cho anh em xem chơi vui anh em ơi. Đây mình chọn được cái cây mai này nó hợp với cái bức tượng này nè anh em, cái chậu tượng này nè. Cái này cái chậu này mình làm lâu rồi ha, cũng lâu lâu rồi. Chứ quay lại cái đoạn mà làm cái chậu luôn thì rất là lâu anh em ơi. Mình cũng dán cái chậu này dính vô đây luôn rồi. Với lại mình khoét mấy cái lỗ nè để cho sau này rễ nó ăn xuống chất chồng qua cái phần đất bên này anh em. Phần này phần chất chồng mình vô bên đây ha. Cho nó bự bự, cho nó đủ chất chồng ăn á nè. Thì mình chọn được cái cây mai này nó hợp. Đó, giờ mình định vô cái cây mai này vô cái chậu này nè. Cây mai này nó có cái dáng bay bay ra trước mà co lượn lắc lượn thấy nó cũng lạ lạ đẹp đẹp nè. Rồi mình chọn để mình vô chậu này ha. Thì xây tới xây lui làm sao cho nó hợp giống giống gì chắc được rồi anh em ơi. Cho cành này nó hơi phóng ra phía trước này xíu ha. Vừa vừa cho phóng quá cũng không đẹp đó. Bay bay phóng phóng ha. Sau này làm cái tiểu cảnh đắp gông đắp ghiêu đây luôn anh em. Rồi có trâu ăn cỏ luôn này kia cho nó lạ lạ với cái phần đất này ha. Rồi để giờ mình vô cái này tiếng quay lại anh em ơi. Có mình làm không có vừa làm không có vừa quay được ha. Rồi mình vừa trồng xong anh em, vừa làm vừa quay không có được anh em ơi. Giờ trồng cái mai vừa xong vô trong cái chậu tượng rồi, quay chia sẻ cho anh em xem chơi vui nha anh em. Hôm lấy cái chất chồng này nè, mình đậy thêm cái chỗ này nè anh em, đậy thêm chỗ này cho nó cao cao lên cho nó đủ chất chồng ha. Cái mình lấy lưới á, lưới này nè, lưới lan nè, ê không phải lưới này nè, cái mình phủ vô ha, ốm lại đựng cho nó đừng có trâu chắc chồng. Chứ cái chậu này mình giống như mình thay chậu vậy đó, cho nên nó cái chắc chồng nó bám trong cái bộ rễ nó rất là ít anh em ơi. Thì giờ mình phải ủ thêm để cho nó đủ ẩm để nó nuôi cái bộ lá này, rồi mình tưới kích rễ rồi vô luôn nha anh em, cho nó có đầy đủ chất dinh dưỡng để nó phát triển cái cây này tốt ha.